mà anh về Vũng Tàu, anh có nhà cho em, anh có xe cho em, anh có công việc cho em thì em sẽ về. Tiên thì mình hỏi là bạn tên là gì? Dạ, em xin được tự giới thiệu, em tên là Võ Thị Tố Ngân. Năm nay em 32 tuổi và em đang ở Thủ Đức. Rồi, cảm ơn bạn. Bây giờ chúng ta chờ đón bạn trai của mình nha. Dạ. Nghe giới thiệu thôi ấn tượng rồi, để xem bạn này giới thiệu như thế nào. Xin mời. Wow. À, lời đầu tiên mình xin giới thiệu là tên An, đến từ Vũng Tàu. Bao nhiêu tuổi anh? Dạ em năm nay 34 tuổi. 34 tuổi anh làm nghề gì? À là em làm giám sát trong cảng. Bây giờ Ngân giới thiệu về mình đi. Nghề nghiệp của em hiện là công nhân ở khu công nghiệp Sóng Thần. À mình làm về cái gì bạn? Dạ em kiểm vải, kiểm phân loại nguyên phụ liệu. À, sở thích của bạn? À em sở thích của em là em thích ca hát, em thích nấu ăn gì thôi. À, mình hát thể loại nhạc gì? Dạ em hát cải lương chị. Ồ vậy hả? Dạ. Em có thể làm một đoạn cải lương không? Dạ, rồi nghe cải lương nha. Dạ em xin hát một câu vọng cổ trong hát Lá Trầu Xanh. Rồi mời bạn. Anh hứa với em khi mình nên duyên nên nợ thì một lá trầu xanh cũng nên giờ nên chồng. Quá sức là ngọt ngào. Tiếp tục, đang tục. Hay mà. Tiếp tục, vỗ tay thôi. Đang nghe đã quá. Trầu xanh sẽ thêm đượm thêm nồng. Mỗi sáng tinh sương em gánh trầu ra chờ. Trên con đê dài thoăn thoắt đôi chân. Em không sợ nắng vàng làm heo lá trầu xanh. Mà chỉ sợ người yêu chờ đợi buồn phiền. Dối mắt kiếm tìm giữa buổi chợ tan. Lỡ chuyến hẹn hò tình duyên đôi lứa. Trời ơi hay quá. Trời ơi tôi nổi da gà luôn rồi. Sao? Trời, nổi da gà luôn. Vui gì nghe bên đây cho xem liền. Chưa có xem được. Bây giờ ảnh là ảnh đòi bấm nút coi coi mặt luôn. Nhưng mà đâu có được. Phải từ từ mình phải khai báo với nhau. Biết là cái xấu cái tốt của mình đó chứ. Mày bên đây muốn vợ lắm rồi à. Chưa gì là mà muốn coi mặt rồi. Bây giờ trước tiên thì thôi mình cứ nói mình trước đi. Ưu điểm của bạn là gì? Ưu điểm của em thì cũng chỉ biết nấu ăn. Hiền vui vẻ và biết cách cư xử mọi người. Biết quan tâm với đến mọi người. Vậy còn khuyết điểm? Chắc là hơi chậm chạp chút xíu. Chậm chạp hả? Chậm chạp là sao? Có nghĩa là tất cả mọi thứ trong công việc hay là... Dạ, tất cả mọi thứ trong công việc. Không, dễ thương mà, đâu có sao đâu bạn. Dạ, chậm đâu có sao đâu mà. Dạ đúng rồi. Anh chậm hay nhanh? Dạ anh nhanh lắm. Cái gì cũng nhanh hả? Yêu nhanh không? Nhanh luôn. Hồi đó giờ yêu mấy lần nhanh rồi? Dạ được 3 lần nhanh rồi. Có yêu lần nào chậm không? Dạ có lần chậm. Lần chậm là lần nào? Dạ lần mới đây chậm. Mới đây luôn. Chậm là bao nhiêu lâu? Nửa năm. Yêu mới có nửa năm thôi. Rồi chia tay nhanh hả? Dạ rồi đúng. Mình có đặt ra một cái mẫu người tình trong mộng của mình là... Dạ có. Có hả? Đâu như thế nào đó mình... À, người mà em muốn hẹn hò đó là như là Lee Min Ho, những người Lee Min Ho. Nhưng mà người em muốn kết hôn thì em chỉ muốn như người anh Quyền Linh đơn giản vậy thôi. Là sao bạn? À, bạn thích cái điểm nào anh Quyền Linh? À, Quyền Linh là thứ nhất là rất là man. Và cũng như là thành đạt trong công việc. Nên em chắc không? Trời chứ chị thấy đâu có man đâu. Để chị qua coi mặt anh Quyền Linh coi anh có men không nha. Men gồng lên men. Đang liền mình hồ xuống hồ luôn. À, chào anh. Anh cũng rất là men. Dạ. Nhưng mà so với anh Quyền Linh thì là coi như là kẻ tám lạng người nửa cân. Đẹp trai hơn á. Cảm ơn chị. Thì là người ta hơn anh đó. Ý là em nói vậy đó. Chứ anh tưởng anh hơn ảnh hả? Anh có cái điều gì không thích ở người bạn gái của mình không? Dạ không thích ở bạn gái là cũng một cái câu chuyện mà hay nói nhiều lần. Cam ram. Dạ. Anh đừng có nhịp chân chứ vậy. Mình đâu có rung gì bình tĩnh. Mới gặp các tường mà rung hồi gặp cái bạn gái này rồi sao? Hy vọng là tốt đẹp. Không rung chân. Nói tiếp. Anh có thích người mập không? Thì anh cũng mập, người thích người mập mà. Mập ha, mập ôm cho nó đã. Dạ đúng rồi. Chuẩn bị tinh thần đâu đưa hết cái vòng tay ra coi cỡ nào, chúc cho ôm nha. Ôm không? Ôm quá nha ha. Rồi, ôm chúc cho ôm. Mẫu người giống như Cát Tường được không? Quá đẹp anh. Thôi, anh đừng có kìm cách em lùi dập em, anh lên khó lắm. Nếu mà gặp cái người kia, đối tượng kia mà thích rồi đó, tìm hiểu rồi đó, thì khoảng bao lâu thì mình gọi là đem cao trầu giống nhảy cổ hát vậy đó? Phải tầm nửa năm anh. Thôi cứ liền được không? Đâu em phải tìm hiểu đã chứ. Bây giờ tìm hiểu xong cưới liền luôn được không?
Được. Nửa năm là đúng rồi, Linh ơi, phải để tìm hiểu chứ. Nửa năm. Ở quan điểm của em về tình yêu, về hôn nhân là như thế nào? Em chỉ muốn kết hôn với một người là thương em hết lòng, yêu bằng cả trái tim, rồi chỉ biết quan tâm công việc, chia sẻ với vợ, rồi nói chung là tiền bạc có nhiều được hết là được rồi. Anh ơi, có đưa tiền cho vợ giữ không? Dạ được, đưa hết, nhưng mà em phải giữ lại một ít tiêu. Dạ không sao. Bao nhiêu phần trăm? 30%. Tức triệu đưa 700, còn 300 giữ lại ha. Giữ làm gì đưa cũng hết xài. Cái đó mình phải chi phí lạch vạch trong cuộc sống hàng ngày với anh. Chi phí lại lấy vợ. Đâu đến lúc đưa mình rút ra khó lắm. Cái này đúng nè. Chào anh Linh. À trời ơi dễ thương. Hát cái lương dễ thương. Quá ngọt. Cái này mà đem lá trầu xanh qua là ha. Bạn không biết cái lương từ năm nào? Dạ em biết từ lúc nhỏ là em đã biết hát cái lương rồi. Nhỏ luôn vậy đó hả? Dạ. Nhưng mà lúc nhỏ thì chưa có học nhịp nên chưa rành. Còn bây giờ chỉ biết sơ sơ nhịp thôi. Nhịp bên anh, nhịp chắc lắm. Ngồi nhịp dò hoài à. Đây, hai người thấy hợp rồi nha. Rồi cho hai người nhìn nhau đi. Quan trọng là mắt chạm mắt, môi chạm môi. Mày chưa biết nha. Gài hàng quá. Kéo màn lên. Anh có 2 phút để nhìn nhau và cảm nhận. Bấm nút hay không bấm nút. 2 phút bắt đầu. Dạ. Anh quê ở đâu? Anh quê ở Quảng Trị. Con em? À em ở Thủ Đức. Anh có nhìn, nhìn anh sao? À, bình thường. Anh có điều gì muốn hỏi về em không? Cái quan niệm sống của em là trong cái tình yêu á là như thế nào? Em nói chung là chỉ cần yêu thật lòng là được rồi. Vậy anh cũng vậy. Ví dụ như lấy nhau rồi anh có chia sẻ công việc với vợ không thì anh nghĩ như thế nào? Không, cái đó thì bữa nay cuộc sống hiện đại bây giờ thì hầu như người nào cũng phải chia sẻ đó. À, là giặt bao cả giặt đồ quét nhà hết đó anh. Đúng rồi, cái đó giống như vợ mà bệnh việc thì chồng phải làm, mà chồng bệnh việc thì vợ làm. À. Không có nệ hả? Tiền nãy anh chia vậy là hơi ít anh. Em muốn lấy hết, em lấy hết, anh lấy một phần thôi chứ anh lấy đó hơi nhiều. Một phần là bao nhiêu? Ví dụ như 4 phần anh chỉ lấy được một phần thôi, anh đưa em lại 3 phần. Nếu đâu hết cái phần đó rồi thì cũng lấy lại được chứ. Cho thỏa thuận thôi, thỏa thuận tiếp. Thỏa thuận tiếp chứ. Thỏa thuận đi rồi tiếp đồng thôi. Anh chịu không? Chắc chịu anh ơi. Giờ chắc cái gì cũng chịu rồi. Rồi sao anh có chịu về Thủ Đức sống hay không? À cái này mệt à. Cái này cũng hơi căng á. Đến lúc đó rồi mình sẽ có những cái thỏa thuận lại thôi sau. Nói giờ không có căng gì chứ. Được, đi bấm nút chứ tự nhiên. Giờ tao quyết luôn chứ. À, em có chịu theo anh xuống Vũng Tàu không? Tại em chưa đi xa nên em biết là em thì có... Thì mình phải thử một lần mình mới biết được. Nếu mà anh về Vũng Tàu mà anh có nhà cho em, anh có xe cho em, anh có công việc cho em thì em sẽ về. Thì về hai người cùng chịu khó mà. Đó. À, nói chung thì em sẽ chịu khó, nhưng mà nói chung là có trước thì em sẽ cảm thấy nó vui hơn, nó có một gì đó nó mới tạo được cái sức lực. Có nguyên người đây này, anh tặng nguyên người đây. Người lấy về mới công nuôi cơm anh. Đâu đến nỗi đó đâu, mình về mình phải làm chứ. Bây giờ em muốn về Thủ Đức thì anh có về hay không? Trước mắt thì chịu, nhưng đều con sau đó thì mình phải so sánh giữa hai nơi. Dạ. Yeah. Đúng không? Nhưng mà công việc hiện tại của anh là gì? Anh làm giám sát ở bên cảng. À, giám sát lương cao không anh? Nói chung cũng đủ sống. À. Tại vì em là công nhân nên lương em thấp lắm, em không có cao. Thì mình thấp thì mình sống thấp. Bạn thấp, bạn phải bỏ cái thấp đi theo, ta cái cao không lẽ mà bắt ta bỏ cái ra cảng, lương ta cao, ta đi về Thủ Đức ta làm công nhân. Nếu mà bạn. Lương anh cao, nếu mà anh cảm thấy là đủ nuôi nổi em thì em sẽ bỏ công việc để anh nuôi thì cũng được. Đủ nhưng đều với cái mức mà mức trung bình chứ không có cao như người ta thì được. Thì miễn anh đủ nuôi em, nuôi gì đó thì là được rồi. Gì đó là gì vậy? Được rồi. Nuôi gì đó, ví dụ như lỡ mà có con hay gì đó. Sao lỡ? Lấy là phải có sao lỡ? Không lẽ làm trước hả? Thì là được rồi. Muốn mấy đứa? Dạ hai đứa là được rồi chị ơi. Mỗi người nói nhau một câu nữa đi. Nói chung là cuối cùng là anh có bấm nút hay không? Cả hai cùng bấm. Cả hai cùng bấm. Nếu anh không bấm thì sao? Dạ nếu không bấm thì thôi, không sao hết. Em có bấm không? Nếu anh không bấm em không bấm. Sao biết được, đâu có nhìn nhau đâu mà nếu biết. Nếu như cô ấy không bấm thì anh có bấm không? Thì bởi vậy em mới nói thỏa thuận là. Ủa sao thỏa thuận được? Bấm? Sao thỏa thuận được, đây đâu có thỏa thuận. Ở đây mình bấm nút là vì con tim của mình, chứ không phải bấm nút vì sự thỏa thuận. Nếu cô ấy không bấm thì anh có bấm hay không? Anh bấm. Đấy, nói thật lòng mình, đúng không? Rồi bây giờ mỗi người quyết định ha. Chúng ta có 3 tiếng đếm. Quyết định hay không quyết định tùy theo tiếng gọi của con tim, tùy theo ánh mắt nhìn nhau. Và 1,
2 3 Hết giờ. Giật mình em. Sao bạn bấm xong rồi bạn giật mình nhìn lại là sao? Em không biết có ăn hay không. Trời ơi. Nếu không ăn thì sao? Không ăn thì không sao hết. Cái em nói là em tin vào duyên phận nên là nếu mà không ăn thì có nghĩa là không có duyên. Nhưng bạn dạ. Có bao nhiêu bạn có tin trong khi bạn bấm nút, bạn có nghĩ là anh sẽ bấm nút không? Thì nãy anh nói anh bấm nút thì anh chắc chắn anh sẽ bấm, em tin vậy. Vậy bạn thì anh thì sao? Thấy cũng là có một cái gì đó cảm mến. Mình nắm tay nhau một cái đi, mình truyền cái cảm mến đó cho nhau. Có gì chưa? Có gì chưa? Có rồi, có. Hả? Có rồi. Có rồi, có gì? Có cái gì? Cảm giác lâng lâng. Hát câu đi tặng vé xem phim. À vậy bây giờ em sẽ hát câu Người tình trên chiến trận, câu giọng cỏ. Cũng như anh em là kẻ ngài, chinh phạt đêm ngủ yên trên lưng ngựa. Vào hiểm ra nguy chưa bao giờ biết sợ, sao bỗng nhiên nghe lạnh cả tâm hồn. Cảm ơn bạn rất là nhiều, giọng hát của bạn lanh lót quá. Đây là vé xem phim mà chương trình gửi tặng cho hai bạn. Đây là cái dịp để hai bạn hẹn hò với nhau, tâm sự với nhau nhiều hơn. Chúc hai bạn sẽ tìm thấy được hạnh phúc cho mình. Dạ. Chân thành. Chân thành. Chân thành mối quan hệ. Nó nghe nào mình cao được 1m7 không? Dạ 1m65 thì. 1m65 được em bớt 5 thôi. Thế cũng được chị. Cũng được. Chút chút cũng được. Hơi miễn cưỡng. Em không đi giúp gú, em đi giúp bạn. À, em thử hình dung bạn gái bên này là người như thế nào? Cao thấp, mập ốm? Chắc cao. Cao, chắc cao em luôn á. Nếu cao hơn em thì có sao không? Không sao, một người cao là càng tốt. Nếu mà đám cưới xong là về là mình bạn gái có làm dâu không? Tính của em là thích đây đi đây đó, mà lập nghiệp thì chắc lập nghiệp tại thành phố, còn mà làm dâu thì tùy thôi, chúng em không có quan trọng cái đó. Đứng cũng xinh vẫn xinh. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trúc Ly và em đến từ thành phố biển Vũng Tàu ạ. Em 25 tuổi, em đang sinh sống và công tác tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm công việc gì? Dạ em làm nhân viên hành chính và lễ tân ạ. Rồi em trai. Em kính chào anh Việt Linh và chị Cát Tường, chào các quý vị khán giả trên trường quay. Chào bạn nữ bên kia. Em tự giới thiệu, em tên là Trần Nguyên Gia Long, 30 tuổi. Trần Nguyên Gia Long, tên dữ ha, 30 tuổi. Quê ở đâu? Dạ quê em ở Phú Yên. Vào đây lâu chưa và đang làm công việc gì? Em vào đây là hơn 10 năm rồi. Và hiện tại em làm nhân viên phòng đào tạo tại công ty vận tải và nhà nghề Phương Nam. Đào tạo gì? Đào tạo về lái xe. Lái xe? Dạ vâng. À, đào tạo là lái xe, dạy lái xe. Dạ. Bình tĩnh, thoải mái lên nào. Hình như là hơi hồi hộp á. Ờ nghe cà giật vậy. Em căng thẳng lắm đúng không? Hít thở sâu vô bạn. Trời ơi lái xe mà căng thẳng như này chắc. Lái xe em không căng thẳng, em tự tin lắm. Rồi sao ngồi đây tôi căng thẳng. Coi như em lái xe đi, em cứ ngồi em về hoài đi. Thôi giờ hát bài cho nó thoải mái nè ha. Vỗ tay khích lệ bạn trai đi. Rồi. Bây giờ em có chuẩn bị một cái khúc, một khúc bài Ánh Nắng của anh. Rồi làm rồi. Luôn. Bắt đầu. Mặt trời lên. Sẽ luôn được gần bên em, sẽ luôn là bàn tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng giọt tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn. Luôn gì? Vì luôn gì? Tiếp luôn. Vì em luôn. Luôn gì? Đẹp nhất. Tiếp luôn. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là ánh nắng trong tim anh không xa rời. Trời ơi. Tội nghiệp quá. Trời ơi sao khúc đầu giọng trầm ấm ngon lắm mà sao đoạn cuối giật giật luôn vậy? Ta rung cái luôn gì anh luôn luôn luôn. Trời không biết làm cái gì luôn. Rồi bên đây. Cô gái hát bài coi. Đáp lại tấm lòng của anh hàng xóm, em cũng xin trình bày ca khúc là Có Em Chờ. Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau, em đã biết tim mình đánh rơi rồi. Từ lần đầu tiên môi hôn trao nhau, em đã biết không thể yêu thêm ai. Cách anh cười cong môi, cách anh lặng lẽ ngồi, ngồi nhìn bóng tối lặng thầm thời gian trôi. Em thích nghe khúc này nè. Người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây yêu đuôi không ngờ. Ngoài kia nếu có khó khăn quá về nhà anh nhé. Có em chưa? Có mùi mềm thơm thơm, có dư vị mỗi bữa cơm. Xuân hạ thu đông đều có em chờ. Wow. Ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Bên kia đang còn rung, mình nói trước luôn đi. À, dạ về ưu điểm á, thì thứ nhất là em rất là vui vẻ, hoạt bát, em có khả năng là tán dóc sinh địa.
Rồi gì nữa? À, bên cạnh đó thì em có khả năng là chơi thể thao hoặc là ca hát. Em có thể làm đồ handmade. Làm đồ handmade. Dạ. Còn khuyết điểm? Thứ nhất á là em hay quên, não cá vàng. Nhưng mà những cái thứ mà đặc biệt quan trọng của em thì em sẽ ghi nhớ rất là lâu. Rồi nhớ tên bạn nam không? Gia Long. Vậy là ngon lành, không nãy giờ đâu có quên. Bạn đâu quan trọng. Quan trọng. Dạ. Rồi bạn trai hết rung chưa? Dạ hết rồi chị. Rồi ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Dạ ưu điểm của em là năng động, chăm chỉ làm việc, hòa đồng vui vẻ, có tính cầu tiến, ham hỏi. Về nhược điểm của em là nghe mọi người nhận xét của em là nói chuyện hơi vô duyên một tí. Đâu có vô duyên đâu, dễ thương dạ. Mà. Và nhược điểm nữa là em giữ tiền còn hơi kém. Ô cái đó dễ, phụ nữ giữ tiền hay lắm em. À, đúng rồi, em học tài chính mà. Tiền cứ để em giữ đi không sao. Thấy chưa? Thôi bây giờ mình nói chút xíu về tình trường đi. Em mấy mối tình rồi em trai? Ra trường tới giờ là em hai mối tình. Hai mối tình? Dạ, mối tình gần nhất ở đây là cách đây hơn một năm. Em quen mấy năm? Hơn một năm. Lý do sao chia tay? Tại vì do lúc đó là hai người chưa có hợp nhau. Tính em mà đi làm là ngành tà tỏi xe em đi suốt. Cố gắng sắp xếp chứ bận quá không ai lo cho bạn gái là cũng mệt à. Dạ. Rồi bên đây em tình trường mình như thế nào? Trước đây thì đi học quá thì em lo học. Sau đó thì em ra trường em lo em đi làm. Nên là em quên yêu luôn. Quên yêu luôn là, dạ. Cho nên là giờ 25 cái xuân xanh rồi mà không có một mối tình bất ngang vai. Thời buổi này mà nghe chữ quên yêu ha, nghe là lạ. Ráng nhớ yêu nha em. Em muốn mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Thì về ngoại hình á, thì nếu mà được thì bạn đó cao khoảng 1m7 trở lên. Em có ấn tượng tốt với những bạn mà tròn tròn một xíu. Tại những bạn đó nhìn thì có vẻ là tốt bụng, dễ thương và hài hước. Về tính cách á, thì đàn ông đích thực như X-Men. Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu như Rodenso. Trời đất ơi, nhìn mà quảng cáo gì tùm lum vậy. Và là một phần tất yếu cuộc sống như La Vi. Tóm lại là chỉ cần bạn đó chín chắn, có công việc ổn định, thương em, quan tâm em, hiểu em là đủ rồi. Có điều gì em không thích ở người bạn nam không? Có ba điều ạ. Thứ nhất là gia trưởng, thứ hai là lẻo mép, thứ ba là keyboard. Bạn trai có dính cái nào trong ba cái đó không? Dạ không có chị. Rồi, được. Mẫu người bạn gái của em muốn tìm là như thế nào? Mẫu người bạn gái của em là biết lễ phép, sống tình cảm. Tiếp theo là bạn gái phải biết nấu ăn. Biết nấu ăn? Dạ. Em gái biết nấu ăn hay em gái? Dạ món nào em cũng nấu được nhưng mà cùng một công thức thôi. Rồi còn gì nữa em? Phải đúng là chân thành. Chân thành. Chân thành mối quan hệ. Nói nghe nè, mình cao được 1m7 không? Dạ 1m65 chị. 1m65 được nè em, bớt 5 phân. Đây cũng được chị. Cũng được. Thấp chút chút cũng được. Hơi miễn cưỡng. Thì em không đi giúp guốc, em đi giúp bạn. À, em thử hình dung bạn gái bên này là người như thế nào? Cao thấp, mập ốm? Chắc cao, cao, chắc cao hơn em luôn á. Nếu cao hơn em thì có sao không? Không sao, phụ nữ cao là càng tốt. Nếu mà đám cưới xong là về là mình bạn gái có làm dâu không? Tính của em là thích đây đi đây đi đó, mà lập nghiệp thì chắc lập nghiệp tại thành phố, còn mà làm dâu thì tùy thôi, chúng em không có quan trọng cái đó, gia đình em cũng chưa quan trọng cái đó. Hay vẫn chưa được tự tin lắm, anh Linh bơm cho miếng máu đi chứ. Rung chưa tự thôi. Tin đây là bản lĩnh lắm á. Thôi bây giờ em muốn người con gái là chân thành ha, chiều cao là chắc cao hơn đó, thì coi cao cỡ nào. Hello, em chào anh. Chà, cao mét mấy em? Dạ là mét 63. 63? Dạ. 65 được rồi. Bây giờ em ghét nhất gì cái tật xấu người đàn ông? Ghét bạn đó là cờ bạc. Cờ bạc có không? Dạ không chị. Không có. Gái gú. Gái gú có không? Dạ không. Không có luôn. Chị có hút thuốc không anh? Không em. À vậy được rồi. Trời, trai ở đây tốt. Sao chuẩn quá vậy? Cái gì cũng không hết trơn vậy. Trời ơi. Nè con trai không à, cờ bạc rượu chè, không mê gái, không thích con gái, không yêu con gái. Không. Thích gái đó. Thích gái. Thích, thích gái. Thích. Thí dụ như là anh chịu rồi chừng nào em cho anh cưới? Dạ nếu mà chịu thì tìm hiểu nhau, nếu mà hợp thì có thể một năm nữa. Một năm nữa ha? Dạ. Được rồi. Hôm nay mình đi với ai nè? Mình hỏi thêm ý kiến người thân. Dạ hôm nay em đi với chị gái của em và các bạn trong hội FA lâu năm. Rồi, cho chị gặp chị gái của em. Rồi, chào em. Em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn Nam và tất cả các khán giả trong trường quay. Em xin tự giới thiệu, em là chị của bé Ly. Thì bé Ly là một người rất là hòa đồng, dễ mến, tính cách thì hoạt bát, nhưng mà thực ra thì cũng khá là nội tâm. Cho nên là thông qua chương trình này, em rất muốn là sẽ tìm được cho bé Ly một người có thể quan tâm, chăm sóc, thấu hiểu. Và nếu mà hơn nữa thì có thể tiến tới hôn nhân sớm thì cũng tốt, gia đình cũng rất là mong. Em thấy nãy giờ em rể tương lai của em thấy có hợp tính cách của em gái không?
Bạn nam bên này chắc là rung quá nên có vẻ là hơi nhút nhát một chút thôi. Nhưng mà khi mà quen rồi thì chắc là không thành vấn đề gì cả. Bạn nam thì ngoại hình khá ổn. Hôm nay gặp nhau là đã là có duyên rồi. Còn có cái nợ hay không thì tùy thuộc vào quyết định của hai bạn. Rồi, và em trai đi với ai? Lúc đầu em đăng ký là có đi với sếp em với bạn của em. Thì bây giờ sếp em đang đi công tác chưa về kịp. Nên là bạn em, bạn thân em đi dùng với em. Chào bạn, mình nhận xét như thế em, nào? Em tên là Hoàng, là bạn học từ thời ôn đại học với Lâm. Lâm là người bạn chấp phát thật thà, nói chung là lúc nào cũng nhiệt tình với bạn bè. Thì em thấy là bạn nữ bên này thì rất là hoạt bát, vui vẻ, có kiến thức tài chính rồi biết nấu ăn nữa. Bổ sung cho nhau thì em thấy là rất là hoàn hảo, rất là hợp. Rồi, cảm ơn em. Hai bên chuẩn bị gặp mặt nha. Ha, bây giờ mình kéo rào. Kéo hàng rào ra nha. Cho hai em gặp mặt. Mở rào. Em cảm ơn anh. Em có món quà tặng anh. Dạ, cảm ơn dạ. Anh nha. Anh mở ra xem. Em tặng anh chiếc đồng hồ. Thì đồng hồ thì mình có thể điều chỉnh được thời gian. Nếu mà mình có thể dành thời gian cho nhau thì mình có thể hẹn giờ. Hoặc là mỗi buổi sáng khi mà anh nó báo thức anh tỉnh dậy thì anh có thể là nhớ tới em. Hay quá. Rồi, chúng ta có 2 phút để trò chuyện. 2 phút bắt đầu. Ấn tượng đầu tiên của anh khi gặp em là gì? Tóc em dài, dễ thương, trắng. Em nhận thức gì về anh? À thì em thấy anh nhìn rất là thật thà, chất phác. Nhìn cũng giống anh Quỳnh Linh. Nói nghe nè, thấy bạn nam không? Dạ thấy. Bạn nữ có gu thời trang rất ổn định, có thể tư vấn thời trang được cho người khác. Mang kiến vô nhìn cho rõ. Dạ, cảm ơn chị. Style bạn trai ăn mặc như vậy được không? Cần chỉnh sửa cái gì không? À, em kính vô thì nhìn rõ hơn. Đó, nãy giờ tôi biết mà tôi đeo trong cái tôi muốn xỉu luôn là biết rồi, bên đó không thấy đường rồi. Bạn trai mặc như vậy thì cũng được rồi. Dạ, nói chung là lịch sự là được. Đơn giản thôi em. Gu của anh cũng giống vậy đó. Quần jean áo buôn đơn giản, quan trọng cái tâm hồn mình, cái cách đối xử, nhân xử thế của mình. Chứ không phải là ăn thua nhau hơn cái bộ đồ đâu. Đồ đẹp nhưng người không đẹp cũng như không. Dạ đúng rồi. Anh có sở thích là gì? Khi thời gian rảnh anh làm gì? Thích của anh là chơi thể thao. À em cũng thích chơi thể thao. Chơi thể thao giống anh dạ. Luôn. Thích đi đây đi đó. Em cũng thích đi du lịch. Anh... Trời giống nhau dữ vậy. Nếu mà quận 10 quận 7 thì một tuần thăm em mấy lần được? Nếu mà ngày đó anh nghỉ hay là tuần đó anh rảnh rồi chắc anh qua em suốt á. Vậy là nếu mà không rảnh là không qua à? Thường tối là anh rảnh. Buổi tối chắc rảnh thời gian chắc ok nhất. Bây giờ nè, cho hai bạn đứng lên cho bạn gái bạn đo chiều cao một chút. Bạn coi thấy xứng không? Hai bạn nắm tay nhau một cái đi. Tự tin lên, xoay vô nhìn nhau. Nói mỗi người một câu thôi. Nói cái gì mà mình đang nghĩ. Hiện tại đây nè, mình đang có rung động gì không? Mình nói với bạn gái. Hôm nay mình đứng chân trên này là có rất nhiều ý nghĩa. Nếu mà mình có cơ hội cho nhau thì mình cho tìm hiểu nhau. Và nếu mà hợp nhau thì đến được với nhau. Rồi, về vị trí. Rồi, chúng ta sẽ tiến tới bấm nút. Cái khâu cuối cùng là có bấm nút hay không. Đặt tay vào nút bấm đi bạn. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Các bạn phải bấm nút bằng cả con tim của mình nha. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Xin mời. Em bấm mà nó không có ăn anh ơi. Em cũng bấm mà, em cũng bấm mà. Thầy đã rung rồi mà em còn làm cú đó, thầy rung quá. Bấm nhẹ quá đó. Bên đây bấm quyết liệt, bên đây bấm. Rồi nắm tay thấy sao? Ấm. Ấm. Dạ. Giờ hung luôn đi. Cho anh hung em. Là cái hình mẫu lý tưởng mà em mong muốn đó Vi. Em rất là thích người làm bên công việc giống dạng như là bên kỹ thuật hoặc là IT. Nhưng mà nói chung là cái đó thì cũng không quan trọng lắm. Chủ yếu là mình nói chuyện với nhau mình cảm thấy hợp. Và người đó biết thông cảm và có thể hiểu, chia sẻ được công việc của có em là được. Có cái mẫu hình lý tưởng một người đàn ông nào không? Dạ. Giống anh Quyền Linh. Một câu trả lời rất quen thuộc. Lại giống anh Quyền Linh. Rồi gì nữa không? Ví dụ rồi điểm nào mà em không thích ở đàn ông?
Dạ, đàn ông mà hút thuốc nhiều em không thích. Tại vì đã từng có một người vì hút thuốc nhiều mà. Nói chung là với lại anh ấy không phải chỉ riêng việc hút thuốc mà nó còn hấp tấp nữa nên em không thích. Yên tâm đi em, bán giải nó không dám hút thuốc đâu. Chết à, chết à. Nhậu thì dạ, một ít. Thấy chưa? Được. Không hút thuốc là gì nữa. Không nhậu nhẹ thì một ít thôi, giống như là xã giao thôi thì được. Nhưng mà không có được gọi là xa lầy quá. Rồi gì nữa? Nói chung là chỉ cần vậy thôi. Dạ. Có yêu cầu, tại vì nhiều bạn gái ngồi lên chiếc ghế này sẽ yêu cầu bạn trai là không gia trưởng, không vũ phu, không hút thuốc, không uống rượu ha. Rồi vậy thôi là chị nghĩ là đa số bạn nữ nào sẽ cũng tìm điều đó. Dạ. Vì chị ngồi nói chuyện với em, chị nhìn vào em, chị thấy cặp mắt của em một cặp mắt hết sức là buồn. Lúc nào nhìn vào em cũng thấy một cái điều gì đó mang tâm sự. Chị có thể giải thích được đầu tiên vì tại sao nhìn vào em á, nó hơi buồn tí xíu. Tại vì em làm về công việc điều dưỡng hay thức khuya nhiều thì cái mắt của mình nó bắt đầu nó sẽ xuống giống bản thân chị. Bản thân chị mắt lúc nào cảm thấy buồn bởi vì sao mình thức khuya quá nhiều. Nhìn vào cái thần sắc, cái thần thái của mình nó không được tươi tắn ha. Nhưng mà cái đó mình có thể khắc phục được, mình ngủ bù hay như thế nào. Nhưng mà rõ ràng sâu trong ánh mắt của em á, nhìn em buồn lắm, lúc nào cảm giác chị ngồi nói chuyện mà cô bé này hình như nó đang chất chứa một cái điều gì đó. Phải không em? Nhưng bạn trai bên kia, một người đàn ông mang nguồn năng lượng tích cực vô cùng, đứng ở hàng rào thôi là cảm nhận cái nguồn năng lượng tích cực của bạn. Bạn cảm thấy bạn bán hàng mà bạn rỗn rãng, bạn dễ chịu lắm. Và chị nghĩ là bạn sẽ bù đắp cái điều mà chất chứa của em, mà chị chẳng biết em chất chứa điều gì. 20 mấy 29 tuổi đó chị không có gọi là cái gì mà là ế hết. Chị bây giờ lần đầu tiên công khai số tuổi thiệt, chị 34 tuổi rồi và chị vẫn đang sống, vẫn đang làm việc, vẫn đang hạnh phúc rồi. Rất bình thường với enjoy với cuộc sống của mình. Quan trọng là do điều mình chọn, điều mình suy nghĩ, còn người ta có nói vô nó ra thì kệ, bây giờ họ không sống cuộc sống của mình nha. Vẫn tin lên rồi. Đang nhìn mắt đàn gái coi thấy không buồn. Nhưng mà Long Mi đẹp nha, mắt Long đẹp Mi nha. Mắt bự mà mắt bả buồn, mắt buồn như thế ước như thế là rất là tình cảm luôn á. Rồi xem mắt đàn trai tôi coi sao nha. Xem nãy em bán hàng ở chợ Bến Thành, bán gì Phúc? Dạ em bán gì giải may đồ vest, may áo dài. Rồi em ở Sài Gòn với ai? Dạ em ở Sài Gòn với lại người thân của em. Người thân. Rồi như vậy là chúng ta đã nghe rõ chưa, bên đàn gái? Dạ. Phúc 28 tuổi, quê ở Vĩnh Long nhưng bán hàng ở chợ Bến Thành, bán vải vóc, quần áo, may đồ vest. Trời ơi, cái gì chứ bán vải vóc là đúng gu em rồi đó. Em ơi xíu nhớ mặt chị nha, mai mốt chị có ra ngoài chợ Bến Thành bớt chị nha. Dạ. Rồi, cảm ơn đàn trai. Bây giờ mời đàn gái giới thiệu về mình nè. Dạ. Chào anh Quyền Linh, chào bạn trai bên kia và chào chị Nam Thư cùng chào tất em. Cả khán giả trong chương có mặt trong trường quay. Mình tên là Vi, năm nay mình 28 tuổi, hiện mình đang công tác, mình là điều dưỡng, hiện mình đang công tác tại một bệnh viện ở quận 5. Rất vui khi có mặt ở chương trình. Vi công tác là điều dưỡng, làm việc là điều dưỡng. Vậy là hai bạn cùng tuổi nhau đó hả? Dạ. 28, đẹp. Mình nói chút xíu về những cái khuyết điểm và ưu điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của em thì là biết nấu ăn, biết quan tâm cho người khác và biết chia sẻ một số công việc. Còn về nhược điểm thì có hơi bị nhiều. Thí dụ? Thí dụ như ngủ em hay ngái. Bình thường. Dạ. Ngủ em nói nhảm. Ngủ mà cũng nói nhảm nữa hả? Nó nhảm sao em? Ví dụ là Lan nhắm mắt ngủ, ơi chị ơi không bớt được chị ơi, vải không bớt được, em vải nhập không bớt được hả? Nó ngủ thứ mà khi tỉnh dậy thì em biết em đang nói cái gì thôi. Vậy chứ ai nói em nói nhảm? Dạ, ở nhà mẹ ngủ chung á. Bữa nào em làm cái máy thu, em thu lại để em rút kinh nghiệm nha. Còn gì nữa Phúc? Còn cái tật xấu lớn nhất là chắc lớn vậy rồi nhưng mà em vẫn còn thích băng dũ mẹ. Hả? Băng dũ mẹ á chị? Anh rồi Linh hả? Ơi, em chưa nghe rõ. Cái tật xấu của em đó là lớn vậy rồi mà em vẫn còn mặc vú mẹ. Măng vú. Mò vú mẹ. Trời, thấy thương quá. Em đợi phi đợi một xíu nha. Cái này cũng lạ. Phúc ơi. Dạ. Xin lỗi em. Là bây giờ vẫn còn măng vú mẹ. Dạ đúng. Là đi về gặp mẹ là nhào tới măng vú liền hay sao? Dạ đúng. Thì còn không á thì tối ngủ chung á, tại nhà dưới quê thì trực á. Thì tối hai mẹ con ngủ chung thì có hai măng. Dạ. Ngủ thì rồi thôi. Ghê. Mà anh Linh ơi em mắc cười quá. Mắc cười cái gì, chuyện nó bình thường. Con với mẹ mà không? Dạ, đừng đúng. Có qua người khác là được rồi. Không, mắc cười. Mắc cười là gì nè, bạn 28 tuổi rồi đúng không? Dạ. Mà bạn nói cái điều đó bạn hết sức là còn tự thích. Nhiên ừ. Bạn hết sức là hồn nhiên, bạn không có ngại ngùng gì nữa. Em, tức là em nói đây không phải là khán giả trong phim trường đâu,
mà khán giả cả nước xem biết truyền hình. Ừ dạ không, cả nước đâu, nó vượt qua luôn á, nó vượt giới hạn nhiều lắm, cả triệu không, người dễ thương. Anh nghĩ rằng rất đây là chuyện bình thường. Vẫn còn rất nhiều người thích như vậy thế, bởi vì cái tình yêu thương của mẹ con nó gần như khúc ruột với nhau rồi, cái mà, chuyện nó không có gì chân á. Mà mẹ có nói gì không, mẹ có ngại hay mẹ có la, mẹ có đánh hơi lớn rồi không có được mang dấu mẹ nữa không? Dạ không ạ. Mẹ vẫn cho à. Nè anh nói với Phúc nghe nha, có những người ta có vợ với chồng rồi, lâu gặp mẹ cái mẹ cho con ngủ chung bữa với mẹ đi, má cho ngủ chung với má thì cũng làm vậy á. Dạ không vậy, giống như hiện tại giờ mà em về em không làm á, giống như mẹ bị thiếu cái gì đó. Trời ơi, thiếu gì? Thấy là nó sao sao nó còn con nít nữa. Dạ, nó mẹ giống như không còn thương nữa. Ờ, sao? Mẹ rất muốn vẫn còn con nít như ngày xưa. Dạ. Cái tình yêu thương nó như thế đó, thấy không? Cái xong cái mẹ nhắc khéo một hai câu gì đó. Thôi chạy đến ôm ấp mẹ. Rồi ba sao, ba đâu? Dạ, ba với mẹ thôi nhau từ lúc con còn nhỏ. Dạ. Mà tức là bây giờ gì thì gì nhưng mà rất là yêu thương mẹ đúng không? Dạ đúng rồi. Rất là yêu thương mẹ, mang vú mẹ vậy. Dạ. Rồi dạ không, cũng thí dụ nhờ cái tật xấu đó mà cũng phát hiện một chuyện cũng, tại vì mẹ em bị ung thư vú á. Cho nên nhờ em xà thì mới phát hiện. Chứ còn nếu thì như không, dạ. Còn nếu như không xà thì nhưng chắc em, cũng em chưa. Sợ em sao mà em phát hiện? Thì em cũng sờ vô thì em thấy nó cộm lên á. Nó hơi to bằng nắm tay như vậy. Rồi thì em thấy nó cũng, tức là giống như là nó có cái gì trong đó, thì em nói dẫn mẹ đi khám. Thì đi khám bác sĩ báo là phải mổ gấp, tại vì nó ở cuối giai đoạn 3 chuyển sang giai đoạn 4 rồi. May là phát hiện rồi sớm. Sao mẹ giờ khỏe chưa em? Dạ giờ hiện tại mẹ em đã xạ trị hóa trị xong rồi. À được 1 năm rồi. Giờ hiện tại là chỉ theo dõi 5 năm thôi ạ. May quá. Khuyến khích những chàng trai vẫn còn mang vú mẹ cứ mang nha. Đây, mang vú mẹ mà lợi ích là nhờ vậy phát hiện ung thư cho mẹ. Ôi, em một câu chuyện hết sức là đáng yêu. Rất 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 là cảm ơn em nha. Dạ. Yên tâm rồi ha, yên tâm rồi ha. Đó là nãy giờ là mình chia sẻ, bên đàn trai chia sẻ ưu điểm và khuyết điểm rồi ha. Rồi, bây giờ mời nhà gái mình, Vi, mời Vi. Dạ. Ưu điểm của em á, thì em là người một người là nhìn có vẻ là vậy thôi, nhưng mà nếu em tiếp xúc nhiều á thì em sẽ khá là hoạt ngôn, vui vẻ và hòa đồng. Còn khuyết điểm của em á thì có vẻ em hơi khó tính. Nhiều người nhìn vô thì có nghĩ là em, tại vì cái cách nói chuyện của em á, nhiều người nghĩ em khó tính, nhưng mà thực sự không phải vậy. Còn mẫu bạn trai lý tưởng của em thì nói chung là chỉ cần chân thành, thấu hiểu và có thể chia sẻ cho cái công việc hiện tại em đang làm là được rồi. Nhưng mà em nghĩ là em khó tính, mọi người cũng nghĩ em khó tính. Dạ. Thì em có thể ví dụ được không? Ví dụ là cái gì mà... Ví dụ như là nhà cửa, ví dụ như vậy á. Mọi thứ nó sắp xếp phải theo ý của em. Nói chung là mình không có muốn, ví dụ như mình đã sắp xếp thẳng theo như vậy rồi thì mình không muốn bất cứ ai phá vỡ nó, giống như dạng vậy đó. Khi mà nguyên tắc đó là cái điều mà mình đã lên kế hoạch rồi. Dạ. Thì đừng có ai làm phá vỡ nó. Dạ. Đồ đạc sắp xếp cũng vậy. Dạ. Đó là về ưu điểm, khuyết điểm. Còn về tình yêu thì sao? Tình trường thì nói chung là em chỉ có một vài mối tình, nhưng mà em cũng không nghĩ đó là những mối tình có thể được gọi là sâu đậm. Nói chung là chỉ thoáng qua thôi. Thành ra là em cũng không muốn đề cập nhiều. Không muốn đề cập nhiều. Dạ. Em có một cái sở thích gì đặc biệt không? Ví dụ như là thích đọc sách, thích du lịch, thích ngoại ngữ hay gì đó? Em thích tất cả những gì chị nói là những thứ em đều thích. Vậy hả? Dạ. Vậy là rất thích ngoại ngữ. Dạ, vậy thích ngoại ngữ. Hiện tại bây giờ em có thể nói được bao nhiêu ngoại ngữ? Nói chung là em nói tiếng Anh thì có thể ở dạng tầm trung. Còn nói tiếng Trung thì em mới đi học thôi, sơ cấp thôi. Nói chung là cũng... Tương lai thì có thể nói được tiếng Anh và tiếng Trung. Đàn trai bên kia. Dạ, em nghe chị. Bán ngoài chợ Bến Thành là phải biết tiếng Anh, đúng không? Dạ đúng rồi, tiếng Anh của em thì mặt bằng chung thì những cái cơ bản em biết. Hai bên thử hỏi nói nhau bằng tiếng Anh chút xíu coi. Can you introduce a little bit about yourself? Dạ, em chưa nghe rõ. Can you introduce a little bit about yourself? Can you introduce a little bit about yourself? My name's Phạm Hoàng Phúc, I'm from Vĩnh Long City, and 28 years old. And then how about you? I am from Dong Nai Province. Actually, I am living here for my work. And I am... Okay, it's okay. I think it's enough. And what's your hobby?
Excuse me. What is your hobby? Em đừng hỏi anh. Không, em không nghe rõ. Hobby. Anh không hề biết gì hết. Hobby. Sở thích á, Phúc. À. Sở thích của em là gì? Hobby. I like watch TV and game show. And then you? I like traveling. Learning some instrument, and actually I'm give almost the time for the something I want to do when I have free time, like go hang out with my friend, sing karaoke, or in something else. Yes. Yeah. dịch Dạ. Em nghe bạn gái nói sở thích bạn gái, em dịch chị nghe coi. Em nghe loáng thoáng được thì là bạn gái có thích đi du lịch và đi cùng với bạn. Dạ, em thôi hai đứa nói tiếng Việt đi mệt quá. Ta có nói là thích karaoke nữa kìa. Nói hồi dạ, em nghe không kịp ạ. Không biết bạn gái bên đó có thích tiếng Hàn không ạ? Tiếng Hàn thì mình không biết. Dạ. Nhưng mình thích coi phim Hàn. Thích coi phim Hàn. Dạ. Trời ơi, vậy bây giờ mình muốn lạ không? Bên kia nói tiếng Hàn, bên này nói tiếng Trung đã rồi về dưới mình title tiếng Anh á, tiếng Việt ở dưới. Thôi mình đùa một xíu cho vui thôi. Nãy giờ là Vi đã nói về tình trường, sở thích ha, rồi ưu điểm, khuyết điểm. Thì còn Phúc. Dạ. Bán ngoài chợ Bến Thành có bạn gái ngoài đó không? Dạ không ạ, em chưa có bạn gái ngoài đó. À là chưa có ngoài đó, là tương lai sẽ có. Dạ, về tình trường thì em đã trải qua hai mối tình. Thì một mối tình đầu thì là ở cấp 3 phổ thông, kéo dài được 3 năm, và một mối tình kéo dài khoảng được 2 năm ở lúc em học ở trung cấp, trường trung cấp, trường cao đẳng công nghệ Thủ Đức. Hệ trung cấp thì em với bạn đó quen nhau, thì qua do mình hoạt động đội nhóm nhiều và quen nhau thì kéo dài được 2 năm là chia tay. 5 năm yêu đương như thế, mình có rút ra một cái lý do gì mà tại sao 5 năm như thế mình phải chia tay không? Dạ có, đó là chắc do tự em thấy là lúc đó em còn con nít quá. Em nghĩ là người ta thương mình thì mình không cần phải thể hiện nhiều, là trước sau gì cũng của mình. Cho nên mình không cần phải thể hiện nhiều. Mặc dù là em rất là thương nhưng mà em không biết phải thể hiện như thế nào. Thì tới lúc mà bạn đi rồi, bạn đã buông tay, thì em lúc đó mới nhận ra là mình thương nhưng mà mình nói không suông mà không miệng không thì không đủ, phải hành động. Mình phải hành động, chính xác là như thế. Biết như vậy là hay rồi đó. Chúng ta sẽ bổ sung cho cái mối tình này, coi như là mối tình, là mối tình gọi là cả đời luôn nha. Dạ. Rồi, như vậy thì bên kia là một cô gái anh thấy rằng rất là cá tính, cái giọng nói rất là lạ luôn và rất là dễ nhớ nữa. Em có cảm nhận như vậy không? Giọng dạ, nói của em là ba miền nhưng mà lại. Gặp em cương thì gặp nhu thì sẽ chắc là được. Chắc là được đúng không? Dạ. Phúc ơi. Dạ. Cho chị hỏi cái xíu nha. Dạ. Rồi là hồi xưa mình học tốt nghiệp cao đẳng đúng không? Dạ, mình tốt nghiệp hệ trung cấp và em đạt được thành tích là thủ khoa khoa cơ khí ạ. Ồ, dạ. Thủ khoa khoa cơ khí. Rồi tự nhiên sao giờ rẽ hướng, chuyển hướng đột ngột ra bán giải mà chị Bến Thành vậy? Dạ tại vì em thấy cái công việc đó nó hơi cực quá. Với lại nó không có kiếm đủ thu nhập á để cho mình ổn định cuộc sống. Còn khi ra chợ thì nó sẽ thứ nhất là ổn định cuộc sống hơn, cái công việc nó an nhàn hơn và cái hướng nó phát triển sẽ cao hơn. Nhưng cái sập bãi là của ai? Dạ hiện tại em đi làm thuê cho người ta. Thì em có dự định là cuối năm nay hoặc đầu năm sau em sẽ mở riêng em bán. Đó. Chúc mừng em nha. Ồ. Em mà em định mở riêng là em mở riêng ở đâu ngoài chợ Bến Thành luôn hả? Dạ trong chợ Bến Thành luôn ạ. Trời ơi, có một được cái sạp trong chợ Bến Thành là hơi bị ngon à. Hoành tráng ha. Hoành tráng luôn á. Dạ. Em như vậy cũng có một cái khát vọng, một cái tương lai rất là tốt đẹp luôn. Dạ. Còn cái tương lai, cái khát vọng của cô gái bên kia là gì? Khát vọng của em, nói thật sự hiện tại thì em cảm thấy em cũng chưa ổn định lắm. Tại vì em cũng, tại vì ở cái độ tuổi này thì nhiều người nói là em đã ế rồi. Nhưng mà thực sự em còn rất nhiều thứ em muốn làm. Em muốn làm gì nè, em nói cho thằng trai biết coi, muốn làm gì. Nói chung là em hay bỏ thời gian của mình ra để học hỏi thêm này kia đó. Nên thành ra là rất là mất thời gian. Và với công việc của em, tính chất công việc của em nữa, tại vì làm điều dưỡng là trực đêm suốt hả, nên thành ra không có thời gian để mà mình hẹn hò. Ban đêm thì em thường học thêm cái này, học thêm cái kia. Nhưng mà có thể là sợ có một vài người ta không hiểu, người ta thấy mình không dành thời gian cho người ta nhiều quá, nên thành ra là người ta sẽ bỏ. Em có nghĩ là từ điều dưỡng em sẽ lên y tá rồi lên điều dưỡng y tá là một á. Là một hả? Nhưng mà giờ điều dưỡng bác sĩ không, cái điều dưỡng với bác sĩ là hai chuyên ngành khác nhau hoàn toàn.
Em có học điều dưỡng không? Dạ có. Học trung cấp hay là cao đẳng hay là gì? Dạ em học ở trung cấp. À vậy ạ. Làm nghề điều dưỡng rất là cực khổ, phải nói rất là vất vả. Nghề điều dưỡng là một cái nghề chúng ta đáng phải trân trọng những gì đó, bởi vì họ không phải là người thân của họ, nhưng họ chăm sóc từng ly từng tí, từng cái vết gì đó họ cũng chăm sóc như người thân của họ vậy. Hồi đó em cũng có gặp anh Quyền Linh ở bệnh viện em rồi. Anh đi làm trong một cái chương trình game show của Today TV á. À, anh làm chương trình, tưởng đâu anh làm ở đó. anh giật mình, anh nhớ có gặp ở bệnh viện hay không. Thật sự anh với bệnh viện rất là thân nhau. Bệnh viện nào anh cũng đã vào rất nhiều lần để làm những chương trình xã hội từ thiện trong đó. Và anh cũng rất là trân trọng những cái gì mà những người điều dưỡng nó đem đến. Nhưng mà cái khát vọng sắp tới là em sẽ làm điều dưỡng hoài luôn hả? Nói chung là em cũng chưa rõ về em nữa, bản thân nữa. Nhiều lúc mình cũng muốn ngã rẽ thì gọi là rẽ hướng khác. Không, nhưng mà rồi. Thực sự cứ làm điều dưỡng tốt, biết đâu ta lên điều cái gì điều dưỡng trưởng hả? Rồi lên nữa thì chúng ta sẽ phát huy được cái vai trò của mình ha. Nói như vậy để các bạn thấy được rằng là tương lai của mỗi người đã được định hướng và đang hướng tới. Còn bây giờ mình sẽ tìm một người yêu như thế nào? Là cái hình mẫu lý tưởng mà em mong muốn đó Vi. Em rất là thích người làm bên công việc giống dạng như là bên kỹ thuật hoặc là IT. Nhưng mà nói chung là cái đó thì cũng không quan trọng lắm. Chủ yếu là mình nói chuyện với nhau, mình cảm thấy hợp. Và người đó biết thông cảm và có thể hiểu, chia sẻ được công việc của em được. Có cái mẫu hình lý tưởng một người đàn ông nào không? Dạ... giống anh Quyền Linh. Một câu trả lời rất quen thuộc. Lại giống anh Quyền Linh. Rồi gì nữa không? Ví dụ rồi điểm nào mà em không thích ở đàn ông? Dạ, đàn ông mà hút thuốc nhiều em không thích. Rồi, tại vì đã từng có một người vì hút thuốc nhiều mà nói chung là với lại anh ấy không phải chỉ riêng vì hút thuốc mà nó còn hấp tấp nữa nên em không thích. Yên tâm đi em, bán giải nó không dám hút thuốc đâu. Chết à, chết à. Nhậu thì dạ nhậu một ít. Thấy chưa? Không hút thuốc là gì nữa. Không nhậu nhẹ thì một ít thôi, giống như là xã giao thôi thì được. Nhưng mà không có được gọi là xa lầy quá. Rồi gì nữa? Nói chung là chỉ cần vậy thôi. Có yêu cầu, tại vì nhiều bạn gái ngồi lên chiếc ghế này sẽ yêu cầu bạn trai là không gia trưởng, không vũ phu, không hút thuốc, không uống rượu ha. Rồi vậy thôi là chị nghĩ là đa số bạn nữ nào sẽ cũng tìm điều đó. Vì chị ngồi nói chuyện với em, chị nhìn vào em, chị thấy cặp mắt của em một cặp mắt hết sức là buồn. Lúc nào nhìn vào em cũng thấy một cái điều gì đó mang tâm sự. Chị có thể giải thích được đầu tiên vì tại sao nhìn em á nó hơi buồn tí xíu. Tại vì em làm về công việc điều dưỡng hay thức khuya nhiều thì cái mắt của mình nó bắt đầu nó sẽ xuống giống bản thân chị. Bản thân chị mắt lúc nào cảm thấy buồn bởi vì sao mình thức khuya quá nhiều. Nhìn vào cái thần sắc, cái thần thái của mình nó không được tươi tắn ha. Nhưng mà cái đó mình có thể khắc phục được, mình ngủ bù phải như thế nào. Nhưng mà rõ ràng sâu trong ánh mắt của em á, nhìn em buồn lắm, lúc nào cảm giác chị ngồi nói chuyện mà cô bé này hình như nó đang chất chứa một cái điều gì đó, phải không em? Nhưng bạn trai bên kia, một người đàn ông mang nguồn năng lượng tích cực vô cùng, đứng qua hàng rào thôi là cảm nhận cái nguồn năng lượng tích cực của bạn. Bạn cảm thấy bạn bán hàng mà bạn rỗn rãng, bạn dễ chịu lắm. Và chị nghĩ là bạn sẽ bù đắp cái điều mà chất chứa của em, mà chị chẳng biết em chất chứa điều gì. 20 mấy 29 tuổi đó với chị không có gọi là cái gì mà là ế hết. Chị bây giờ lần đầu tiên công khai số tuổi thiệt, chị 34 tuổi rồi và chị vẫn đang sống, vẫn đang làm việc, vẫn đang hạnh phúc rất bình thường, với enjoy với cuộc sống của mình. Quan trọng là do điều mình chọn, điều mình suy nghĩ, còn người ta có nói vô nói ra thì kệ, bởi sao họ không sống cuộc sống của mình nha. Vẫn tin lên rồi. Nào, nên nhìn mắt đàn gái coi, thấy không? Đúng là mắt buồn, nhưng mà lông mi đẹp nha, mắt lông đẹp mi nha. Mắt bự mà mắt bả buồn, mắt buồn như thế, ước như thế là rất là tình cảm luôn á. Rồi xem mắt đàn trai tôi coi sao nha, xem nãy giờ rồi nhưng mà thích anh chàng này quá em. Dạ trời, đồ vest đẹp quá, vải ngoài chợ đúng không? Dạ phải, ổn á. Em tự thiết kế. Tự thiết kế luôn. Hay gì ta. Vậy là mấy mốt mà ngoài sạp ngoài chợ là mình mát đôi vest đúng không? Dạ. Mình may sẵn mấy mẫu đó, mình chưng lên để đưa khách vô cách lựa. Anh làm mẫu cho. Dạ cũng được ạ. Được, được anh, được được anh Quyền Linh được là gương mặt quảng cáo thì là còn gì bằng. Trời ơi, trời ơi. Anh Linh yên tâm, gương mặt đại diện đồ vest chợ Bến Thành. Anh Linh. Xong chị Nam Thư là gương mặt đại diện của áo dài hả? Vậy đó. Phải áo dài. Dạ. Trời, là mai từ đây về sau em với anh quay show, bạn muốn hẹn hò là có người tài trợ đồ. Dạ. Em cứ đem đồ vest lên đây anh mặc. Áo dài cho chị Nam Thư mặc ha. Còn tiền thì không có. Dạ không quan trọng ạ. Quảng cáo bá hình ảnh
quảng bá là được. Bên trời chứ có mai đem đây mặc quảng quảng cáo cho. Dạ. Rồi. Chị hỏi nè. Rồi giờ mẹ khỏe rồi đúng không? Dạ đúng rồi. À, mẹ khỏe rồi, giờ là mẹ ở Sài Gòn hay ở dưới quê? Dạ mẹ ở quê. À, ở dưới quê là mẹ ở với ai? Mẹ ở với cậu. Cậu. Dạ. Nhà em có đông anh em không? Dạ không, có một mình em mà. À, dạ, trai con một. Con dạ. Một, con một hả? Đúng. À, vậy thì nếu nếu mà em đã xác định mai mốt em có một cái sạp ngoài chợ Bến Thành. Dạ. Thì nếu mà nói như vậy thì là mình sẽ ở lập nghiệp phố. Ở Sài Gòn à. Và à. Nếu như được đó, thì em sẽ đón mẹ em lên. Đúng rồi, đúng. Phải đón dạ. Mẹ lên. Mình có dâu rồi mình đón mẹ lên. Ừ. Dạ. Ha? Được không? Dạ được, quá tốt. Hy vọng mà, là chúng ta làm được điều đó. Dạ. Mà Vi, dạ. Theo em nghe bạn bên này chia sẻ, bằng đàn trai chia sẻ rồi đó, tức là có một mẹ một con đó, hoàn cảnh là vậy. Em có ngại chuyện làm dâu không cưng? Dạ, em vẫn có cái suy nghĩ là thích sống độc lập hơn là làm dâu, tức giống là như là sống riêng hơn. Thích sống riêng hơn. Dạ. Nhưng mà ở trong trường hợp này, ví dụ hai người thành đôi tới với nhau, chúng ta không có sự lựa chọn. Không có sự lựa chọn, bởi vì ví dụ ảnh đông anh em thì không nói gì, đằng này ảnh có mình ảnh với mẹ ảnh à, sao mà mẹ cũng bệnh nữa, cũng như vậy nữa, chị thấy rất trường hợp rất là thương. Dạ, nhưng mà cái đó là cái suy nghĩ của em lúc mà em chưa có gặp ai thôi, còn nếu như mà em gặp đúng người mình thương rồi thì mình sẽ cố gắng để mình thích nghi. Dạ, chị cũng nghĩ vậy. Em ừ. Nãy giờ nghe bạn gái bên này nói chuyện á, em cảm nhận như thế nào? Dạ, thì cái việc làm dâu á, thì bạn gái bên kia không cần phải lo đâu ạ. Ví dụ có ở chung hay là không ở chung gì á, đối với mẹ em rất là dễ. Mẹ em dễ tính, mẹ em rất là về tính tình, rất là hòa đồng, hoạt bát ạ. Chỉ cần biết giống như mình nói ngọt cái là mẹ em cái gì cũng chịu hết ạ. Và mẹ em cũng rất là modern hay là không có phải là cổ hủ hay truyền thống. Cho nên là cái việc làm dâu thì nó rất là dễ. Dạ. Làm dâu giờ sướng lắm. Có dạ. Mẹ chồng lo giữ con giữ cái cho, thậm chí mẹ chồng nấu cơm nấu nước cho, không phải làm gì hết, mình cứ đi làm về là có cơm ăn. Đôi khi là vậy đó. Anh làm chương trình rất là nhiều người rất thích làm dâu. Làm dâu thời A Còng, thời 4.0 nó không phải dạ. Như ngày xưa nữa, mà phải về phục vụ nguyên gia đình, chồng phải nấu nước này kia. Làm dâu giờ khỏe lắm em ơi nha. Dạ, em gái rồi. Dạ rồi thôi bây giờ à. Mình giao lưu người thân đi ha. À, em muốn tìm người yêu thế nào? Em nói cho dạ. Chị Thư biết đi. Người yêu em thì cao khoảng 1m55 đến 1m6 là được rồi. Khỏe re. Thì dáng thì hơi ốm xí, khuôn mặt vi lai chút cũng được. Nhưng vi mà hồi nào giờ em quen toàn mặt mâm không à. Chứ em chưa quen ai được mặt vi lai. Mặt mâm là mặt sao nè? Mặt nó hơi tròn mà nó hơi bầu một xí. Đó là người ta mặt bầu, tự nhiên gái nào mà mặt mâm, ông này tả dạ. Người yêu cũ. Em quen nhỏ kia xưa mặt sao mặt mâm. À rồi gì nữa? Đó, tính tình thì hòa đồng, biết chắc bạn gái bên kia có tình cảm thương người nhiều. Tại vì bạn làm điều dưỡng. À đúng. Dạ. Hòa đồng hoạt bát, nói nhiều là em thích rồi. Ừ. Dạ. Không, nói ít thôi. Mình em nói nhiều đêm ngủ em còn nói mà. Hiểu không? Là bên này nói ít thôi. Để nói em nói. Dạ không? Không, nhiều khi bạn nói nhiều, bạn ác em thì em bớt nói lại. Đọc chị đọc hay hay. Dạ, mà Phúc, em có ghen không? Dạ em ghen cực kỳ ạ. Nhưng mà dạo này á thì bạn em hay nói á. Nên em cũng bỏ bớt ạ. Giống như lúc trước em có quen một bạn gái. Thì cái bạn đó là đòi đi chơi với lại trong một nhóm bạn, thì trong cái nhóm đó có một cái thằng đó thì em không có thích nó thôi, chứ không phải là tình địch của em. Em không cho nó đi, em không cho bạn gái đi. Xong cái ở nhà cũng cầu cư qua lại nó này kia, em mới sợ là bạn gái lén em đi. Em mới lấy điện thoại chụp cái contact lại á. Rồi xong là chụp contact ở trên xe đó không? Dạ. Thì về em đi làm về thì bạn nói là bạn không đi. Em mới nhìn cái xe em đó chiếu thì bạn không trả lời em được. Tức là em có bằng chứng hết, là em nói có sách, nó có chứng hết là tại lúc đầu em đã biết là đi ở địa điểm nào rồi, thì mình án chừng được khi đi khi về là bao nhiêu cây số rồi, thì không thể nào chạy khỏi trời được. Trời đất ơi, khủng khiếp thiệt. Mai mốt vợ đây ra ngoài á, lấy hình nó chụp lại để nguyên coi vợ về còn y như trong hình không? Thôi. Tức là sáng đi ra cộng tóc rớt ngay đây, về chụp hình lại có vậy. Không, mà tại vì bản thân em cũng biết là cái cậu chàng trai đó em không thích thôi, chứ bạn ấy em chẳng có tình ý gì, tự nhiên rồi không cho ta đi, cái đó là ông vô duyên nha mọi. Cái đó là vô lý nha, hiểu không? Tức là trong cuộc sống này mình không thể nào, người ta không thể nào vừa lòng mình hết được, mình cũng không vừa lòng ai được. Ví dụ giống như khi chị cũng không thích anh Linh lắm. Thật sự em hiểu không? Chị nhiều khi chị cũng không thích anh Linh lắm, nhắn tin cũng lâu trả lời, hoặc là chị giống như lâu lâu sáng nay giống vô mượn tiền mà cũng không có tiền, chị cũng không thích lắm. Nhưng sao, nhưng mà đâu phải là tự nhiên không thích rồi không lẽ giờ không làm việc, đúng không?
Dạ. Nhưng mà mình cái chuyện đó nhỏ lắm, mình bỏ qua tôi được. Là tôi thích cô đó nha. Dẹo anh Linh thôi. Nên thôi mốt đừng ghen gì nữa, tội. Dạ không, em bỏ bớt rồi á. Ôi, ta áp lực. Hồi xưa chị cũng quen ông bộ, ông ghen lắm luôn á. Cài định vị vô điện thoại chị xong hồi sao chị áp lực, chị dặn như chị sắp bị thần kinh. Cái này nghiêm túc luôn á. Chị sắp bị thần kinh á. Tại vì cứ theo dõi chị, đúng không? Xong chị chịu không nổi. Con gái rất là sợ, khi mà người ta yêu em, người ta tin tưởng, người ta sẽ trao password hết mọi thứ, kiểm soát cuộc sống, biết đi chơi, bạn bè đi chung với ai. Và còn chụp km lại nữa. Ông này giống như thám tử vậy. Rồi, nãy giờ là mình đã giao lưu rồi, thôi bây giờ mình gặp người thân ha. Người thân đi. Rồi, mời bên anh trai trước nè. Dạ, em thì hôm nay đi đến với chương trình thì đi chung với anh trai, anh bạn học chung với em ở trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức. Là chơi với nhau năm nay là được 10 năm rồi. Thì tính tình em như thế nào hoặc là hiểu cái gu về gái gú như thế nào là ảnh quá biết luôn, quá gái gú rồi. Dạ. Dạ, anh chào Nguyễn trai. Chương trình xin chào tất cả quý vị trong khán phòng ngày hôm nay. Em với Phúc là chơi với nhau từ năm 2009 tới giờ, có nghĩa là anh em chơi thân thiết với nhau. Khi xưa đi học gọi là còn anh em ngủ chung cùng giường đấy. Nên là những tính tình của Phúc thì đặc biệt là Phúc là một người rất hiền, hoạt ngôn, nói nhiều là do công tác xã hội thì đó là cái vấn đề giao tiếp. Còn thực chất Phúc là một người rất hiền. Còn Phúc tới bây giờ gọi là độc thân đơn chiếc á, là cũng có lý do. Lý do thứ nhất đó là nặng gánh về gia đình, vì nhà thì bố mẹ ly thân từ nhỏ nên là chỉ có mình mẹ. Nên là nhiều khi bạn sẽ chăm sóc cho mẹ gọi là ổn định trước, thực hiện những ước mơ của mẹ trước. Xong đó thì bắt đầu là đến cuộc sống tương lai của mình. Cuộc sống tương lai của mình thì như Phúc đã chia sẻ thì Phúc bây giờ nó gọi là vấn đề kinh tế thì đã hoàn thiện được gần như là đầy đủ rồi. Chỉ giờ thiếu một người gọi là đường sau cho Phúc một động lực thêm một chút, đẩy thêm một chút động lực nữa để cho chấp cánh hết những ước mơ còn lại để thực hiện con đường gọi là cuộc sống tương lai của hai người sau này. Em thấy còn về bạn gái bên này thì đúng thực sự là bạn xinh, bạn có vẻ sắc sảo, bạn đầy đủ cá tính. Bạn là người đúng theo nhận xét em là bạn gái bên này rất là cá tính. Mặc dù như ấy nhưng mà thôi thì đến nơi đây rồi thì hai bạn nên cho nhau cơ hội. Ta tìm hiểu nhau thêm. Đôi khi có những cái mình nhìn một chút hoặc là mình nói ra ba câu chuyện thì mình chưa thể hiểu hết được về nhau. Cứ để cho nhau, ví dụ như sau buổi này ta có thể nhiều buổi nữa. Mình sẽ hiểu nhau hơn và chia sẻ nhau hơn, đồng điệu nhau hơn về cuộc sống. Em ơi, nãy Phúc nói em là người biết hết về Phúc gái gú rồi. Vậy gái gú sao? Kể nghe chơi. Cái chuyện đó thì nói đúng ra là biết anh em về tình cảm. Vì khi xưa học thì lúc đó là cái điều kiện nó không có. Hoặc đến bây giờ thì mình ở, mặc dù Phúc ở trên này, em lại ở dưới Bình Dương. Anh em đôi khi gặp ai với nhau thì ít khi đề cập về vấn đề đó. Chỉ biết là không có người yêu, không tới ấy thì thôi. Chứ không, ý là hỏi tình yêu lúc trước của Phúc làm sao? Tình yêu lúc trước thì cái việc mà tình yêu lúc trước thì cái thời học cấp 3 thì em đã chưa gặp. Nên là không có biết được, chỉ qua. Ý, bạn tốt nè, bạn tốt nha, bạn tốt. Xin nhà anh hết rồi chị ơi. Nên giữ gìn mối quan hệ này, phát huy, bạn tốt, không khai là không khai nha. Máy, vỗ tay. Rồi Vi. Hôm nay em đi tới đây với ai? Dạ. Em đi tới chung với lại ba bạn đồng nghiệp. À, ba bạn đồng nghiệp. Chào các bạn đồng nghiệp của Vi. Mình chia sẻ về bạn trai bên kia như thế nào? Dạ vâng. Xin chào anh Quyền Linh dễ thương và chị Nam Thư xinh đẹp. Chào tất cả mọi người có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Chào em. Dạ. Thì chị Vi là một người rất là dễ thương. Chị nói chị khó tính nhưng thật ra chị kỹ tính và chu đáo. Nếu như mà ai mà lấy được chị thì sẽ yên tâm về việc gia đình của mình. Chị cũng rất là biết quan tâm và chia sẻ với tụi em. Nên em thấy là nếu như mà anh bên nam bên này á, mà có thể có được chị á, thì đó cũng là một điều may mắn. Chứ không phải như chị nói chị khó tính. Cái đó là chị nhận xét chưa đúng về bản thân mình thôi. Ngoài ra chị là một người rất là vui vẻ và tính rất là tự do, độc lập, tự chủ. Nên là nếu như mà gặp phải một người gia trưởng thì em nghĩ là không phù hợp. Tuy nhiên em thấy anh bên này rất yêu thương gia đình, dễ chịu, dễ tính và cũng hiền nữa. Nên là em nghĩ là hai người nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau hơn. Tuy nhiên cái phần ghen là em thấy không chấp nhận được. Tại vì chị Vi rất là tự do, độc lập. Nên là nếu như mà quản lý chị chặt chẽ quá là có nghĩa lẽ là sẽ rất là khó. Nên là em nghĩ là hai người cứ tìm hiểu nhau trước đi. Còn sau này như thế nào á, thì tính
tính sau. Còn tụi em thì đã nuôi heo sẵn sàng rồi, heo mập lắm rồi, nên là hai anh chị nên cho nhau cơ hội để lấy heo của tụi em đi ha. Là ba bạn nữ là làm chung công ty với lại làm chung bệnh viện em. À làm chung bệnh viện, làm chung bệnh viện. À. Cá mòi ba cô gái. Ba bạn có người yêu chưa? Dạ tụi em làm gì đã có người yêu, tụi em còn đang ế đây này. Còn chần chờ gì nữa mà không đăng ký tham gia bạn muốn hẹn hò. À một lời mời từ chị nha. Dạ. Cả ba bạn. Rồi. À, chia sẻ hai bên gia đình là hiểu hơn về nhau rồi ha. Giờ xa anh Linh ha. Giờ mở rào thôi, cho hai trẻ gặp mặt đi. Dạ. Mở rào. Đấy, không gian này là của các bạn đó. Bắt đầu đi. Bắt đầu đi Phúc. Dạ. À, thì đến với chương trình hôm nay mình có một món quà mình tặng bạn. Mình cảm ơn. À, trước khi nhận món quà, bạn cho mình xà thử ba vòng của bạn được không? Tại vì mình là Thảo Mai thì mình muốn tặng cho bạn một cái sắp áo dài á để mình may cho bạn. Nếu như bạn không ngại thì mình sẽ đo ở đây. Ông này sao ông làm sợ ghê ta. Okay. Bạn có thể cho mình sờ ba vòng của bạn được không? Bạn có thể dùng từ nào đó mà nghe nó hoa mỹ hơn một xíu. Mình nghĩ là mấy bạn ơi, mấy bạn, mình hết học lớp 1, mình hết học cấp 1 rồi, mình qua đại học rồi, mình xưng anh em đi mấy bạn. Phúc. Dạ, cho phép anh đo hả? Dạ. Đo đi, xong rồi đo tôi nữa. Trời ơi, còn ngại cần đo luôn chị nè. Rồi, có cần nhớ ghi gì không? Chị dạ không, em nhớ được. Rồi, tao nhớ hết trơn hả? Ê, ê. Này về đi tập yoga nhiều vô nha em. Mình đang tập yoga đó bạn. Đo đọc số lên chứ. Phúc. Đo lại đi anh nhớ giùm cho. Dạ. Rồi bắt đầu đọc lớn lên nha. Vòng 1 85 cũng được đúng không? Vòng 2 là 69 thì tập yoga hàng xí. Ông có duyên quá ông nội. Vòng 3 là 90 cũng hơi chuẩn chuẩn rồi. Tay. Dài tay đúng không? Vậy đó bắp tay. Bắp tay. Bắp tay 29. Mình muốn thích mặt tay dài hay tay lỡ? Tay lỡ. Tay lỡ. Tay lỡ. Lỡ. Đo dài tay á phải không? Dài tay là 52. Nhớ không? Nhớ hết không? Em nhớ. À, bạn thích mặt cổ cao hay là bạn muốn mặt cổ rộng? Cổ rộng. Là đo cổ thuyền á hả? Dạ. Cổ 38. Dài mình cho chấm đất ha. Bạn mang guốc cỡ này. Trời ơi. Dài 121 là chắc hồi xưa lừa chạy bộ đúng không? Em tưởng tượng em đi gặp bạn trai lần đầu tiên vô. Em. Rồi để anh đo cho, xong đo vô. Em hơi mỡ nha. Duyên dáng hết sức dễ thương. Đó. Dài quần hả? Dạ, đo dài quần. Đo chiều dài, đo đáy quần đi. Cái này là đang kiểm tra coi là chiều cao 99. Này em lấy xong thông số để mai mốt lỡ nếu như có cơ hội về với em á. Mai luôn có. Dạ không, mai không cưới thì đó là chuyện em mai rồi. Nhưng mà lỡ có lên hay xuống gì em cũng có cái bằng cớ để em đối chấp được. Là giống như cái km vậy hả? Trời ơi, rồi, cảm ơn. Ok, số anh ba vòng giống nhau, 86 hết nha. Mình cũng xin lỗi là tại vì tới chương trình này mình không có chuẩn bị quà cho bạn kịp. Tại vì công việc của mình bạn cũng biết rất là bận rộn. Thành ra nhưng mà mình có một bài hát nhỏ mình sẽ đánh bằng đàn uku để tặng cho các bạn, cho bạn và anh Nguyễn, chị Nam Thư cũng như các bạn trong trường quay. Là hát, tặng một bài. Khoan khoan, nhưng mà trước khi hát cho chị hỏi, trong này là cái gì vải hả? À dạ, vải bao dài ạ? Em mở ra, mở ra, cứ mở ra thoải mái. Anh Thủ. Em đứng lên được không? Mở ra cho. Đây đây đây, chị cầm cho. Có cần gì trong này nữa không? Dạ. À không, đây là cái quần áo dài rồi. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Em giúp anh cầm trên đây ha. Dạ. Cầm tay lên. Cầm tay lên. Hợp quá nhỉ. Dạ.
Đó, là cái bông ở chân dưới phải không? Dạ đúng rồi. Hai, hai, hợp lý, hợp lý, hợp lý. Chính ra khỏi mai lấy kim cái bếp vô nó đẹp hơn áo dài luôn á. À, là áo đó mặc quần hồng hả? Dạ, mặc quần hồng. À, là đi chung với lại tông của Hòa. À, tinh tế quá. Anh cũng hợp nữa. Dạ, em cho số sạp em anh Quỳnh Linh đến sau hơn. Đến sau hả? Dạ. Anh mãi là người đến sau. Đây, đây, đưa đây chị xếp vô cho. Dạ, quần đó chị. Mặc hợp không vậy? Quần đó. Quần hồng, anh nghĩ anh hợp hồng không? Hợp luôn á, quần đó anh cũng hợp lắm á. Nói chung quần áo nào mà hợp á. Có là được. Thấy không? Thấy thợ bán giải sắp xếp gọn gàng, đẹp đẽ không? Đó. Giỏi quá à. Trời ơi. Thiệt tình, nó giỏi. Giỏi ghê luôn á. Cưng nữa, lanh nữa, ưng dễ sợ. Rồi, Vi, tới Vi tặng quà nè. À, do cái này là em còn đang tập nên thành ra là lỡ mà em gãy gánh thì mọi người cũng đừng cười nha. Đây là bài hát The Soul. I'm just a little bit caught. Sorry, again, again. Xin lỗi, hồi hộp. I'm just a little bit caught in the middle. Life is a maze and caught in the middle. I don't know where to go. Can't do it alone. I try, but I don't know why. Slow it down. Or am my heart still going to pop? Xin lỗi một đoạn thôi, không có nhớ bài. Dễ thương mà. Dễ thương, cảm ơn Vi. Trong một căn phòng mà có nến lung linh ha, rồi cầm cái đàn lên hát thì nó lãng mạn biết là bao nhiêu luôn. Dạ. Chúng ta bắt đầu câu chuyện đi, các bạn cảm nhận về nhau như thế nào? À, quên nữa, bạn gái đàn hát rồi giờ bạn hát, trai đáp hát lại luôn đi. À, anh cũng rất là thích hát nhưng mà anh hát thì nó không được hay. Bây giờ hát hay hay không hay gì thì mình hát bài nào nó cũng dở là nó đã dở rồi. Đúng rồi. Nhưng mà sở thích của anh thì hát cải lương. Thì anh, vô luôn. Vô. Anh không biết sở thích em sao nhưng mà anh tặng em một câu được không? Em có biết tuồng Lan và Điệp không? Biết, chị biết. À, lần đầu tiên gặp nhau anh hát cái đoạn mà Lan sắp chết được. À. À, em đổi bài hát. Có đổi đoạn nào khác được không? Dạ được, được. Duyên quá, duyên quá, em duyên quá Phúc ơi. Mới gặp nhau chơi luôn, chơi luôn. Dạ. Cái khúc nào em cảm thấy em hát hay nhất? Lúc mà Lan chết, sắp chết đúng không? Điệp về hối hận đó đúng không? À, cái lúc đó là không được đâu. Tại vì cái đó là vai của con gái rồi. À, dạ, à. Em phải hát vai con trai. Mà em hát vai con gái được không? Dạ không. À. Tông cao lắm hát được. Ờ. Tông em tông xe thì không chị ạ. Ok. Dạ, hát đoạn biết Lương Xuân Bá chú bên đài đúng không em? Rồi. Hát cái lúc mà Lương Sư Bá học máu chết á. Đoạn nào cũng được, miễn sao anh hát là được rồi. Là hát đi, hát đi, không sao. Có đoạn nào khác không? Có đoạn nào nó tươi tươi chút cũng toàn là mới ngày gặp mặt. Dạ, mà thôi còn em hát bài Chương Chim Mỹ Nương đi ha. Là khúc nào? Cái khúc mà Mỹ Nương nghe cái tiếng đàn của Chương Chi xong á. Nghe tiếng sáo. Dạ. Chương Chi đúng không? Dạ, rồi mình thổn thức rồi mình nhớ mong này kia á. Rồi rồi. Ừ, chứ đừng. Dạ. Chết nữa nha. Vô. Tiêu sầu dùm cung son, ai khiến xuôi cho lòng ta vấn dương. Mình ta giữa đêm cô tình, nơi cung giang Mỹ Nương có biết. Trời sao đài chi thân, cõi tương tư ôm hoài trong tim. Bây giờ cho đến ngàn sao, biết ai là người hiểu cho lòng ta. Dạ anh xin hát. Nó hát tôi nín thở luôn á. Đó là cải lương, thuộc nhạc trẻ bài nào không? Dạ không, em có biết nhưng mà em không thuộc, tại em không có thích. À. Tưởng đâu nó hát khúc cuối thôi chứ. Thôi rồi, vậy là biết là tài lẫn nhau rồi. Về mình hát cho nhau nghe, nó không hay nhưng mà nó vui cũng được nha. Bây giờ chúng ta bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay để xem cảm nhận nãy giờ mình trò chuyện thế nào. Cảm nhận về nhau các bạn. Mời các bạn. Mình thấy là mình không đạt cái chuẩn mà bạn đề ra rồi đó. Bạn theo bạn thì như thế nào? Bạn có chấp nhận điều đó không?
đến với chương trình hôm nay á thì không phải là mình tìm một người quá hoàn hảo hay là hoàn hảo theo ý của mình, mà đến đây mình tìm một cái người gọi là có một cái điểm nào đó để là điểm nhấn, để cho mình có cái lý do theo đuổi thôi, chứ mình không có tìm một người hoàn hảo giống như là à tôi muốn như thế này, tôi muốn như thế kia. Đó là anh không tìm như vậy. Hay quá. Còn riêng bản thân anh á thì nói chuyện á thì anh hơi hoạt ngôn, hơi hài hước một xí. Nhưng mà còn về thì tình cảm á thì anh biết chia sẻ, anh biết quan tâm, anh biết lo lắng, thì không biết em cảm nhận về anh như thế nào. Thì lúc mà nghe anh nói chuyện á thì em cảm thấy là do tính chất công việc nữa, nhiều lúc đôi khi mình phải nói chuyện như vậy thì người ta mới vui vẻ, người ta mới trao đổi mua bán. Nên thành ra là em thấy có cũng lúc sau, nhưng mà lúc sau khi mà nghe câu chuyện của anh thì em cảm thấy nó cũng có ẩn chứa một cái gì đó, có tình cảm gì ở trong đó. Nên thành ra là em thấy như vậy cũng không có gì để mà mình đáng mình bàn cãi gì ở đây hết. Thành ra là em thấy anh như vậy là cũng được, cũng không có gì để nói nhiều. Nói chung là anh là trong mắt em là hiện tại thì thấy là mình có thể là trong thì mình có thể trong thời gian này mình có thể tìm hiểu, mình tìm hiểu trước. Các bạn gọi là quan điểm về tình yêu và hôn nhân thế nào, nói cho nhau biết về quan điểm riêng của mình đi. Về tình yêu á thì hiện tại giờ anh hết ghen rồi, thì chuyện đó em khỏi phải lo. Nhưng mà cái yêu cầu trong tình yêu của anh á thì nó không có nhiều, chỉ cần mình thật với nhau thôi. Ví dụ em muốn đi đâu hay em muốn làm gì đó, hoặc là em muốn đi cái như thế nào đi chăng nữa thì em cũng phải nói cho anh biết là em muốn đi chơi chỗ đó là với ai là anh chấp nhận. Chứ còn mà nếu như mà em giấu giếm hay gì á là anh không chấp nhận thôi. Hoặc là à em lỡ hôm nay em đi lên gặp anh Hoàng Linh em say nắng rồi, giờ em không biết em lựa chọn ai. Anh Quyền Linh. Thì đó thì em cứ nói theo cái suy nghĩ tình yêu của em. Đó, chứ còn nói chung là cái gì mình cũng phải nói nhau nghe để mình tìm hướng giải quyết, chứ mình đừng có giấu giếm, đến khi mà mình đổ vỡ ra thì nó đã lớn chuyện rồi. Đó là quan điểm của anh. Chị thích quan điểm của em. Em cũng đồng ý với quan điểm của anh. Nói chung là nếu như mà mình không vừa ý nhau ở điểm nào, mình nên nói thẳng. Nếu mình muốn kết thúc thì mình cũng nói thẳng, chứ mình không nên giữ cái sự im lặng đó cho mỗi người, tại vì nó như vậy giống như không tôn trọng người kia vậy đó. Hẹn hò sao? Thì hiện tại công việc của em á là làm đêm nhiều hả? Dạ, làm đêm rất là nhiều. Tức là full tuần, full tháng luôn hay là? Một tuần thì em làm đêm khoảng tầm 2 lần một tuần. Nếu như mà hẹn hò thì một tuần cho nhau 1-2 buổi thì em thấy thế nào? Dạ thì cũng có thể được. Nếu em sẽ cố gắng đấy, nhưng mà anh cho một cái hẹn, một cái ngày một nào đó thì em sẽ sắp xếp, cố gắng sắp xếp. Nếu như ngày hôm đó em khi nào em bận quá thì em mới không đi được thôi. Thì em hẹn sẽ thì nói anh có thể sắp xếp theo lịch của em được. Tại vì công việc của anh nói chung là cũng full giờ, tới 10 giờ rưỡi anh mới xong hiện tại. Dạ. Thì anh cái công việc của anh thì sắp xếp dễ hơn, còn của em làm nhà nước hay là trong bệnh viện thì nó khó hơn, thì anh có thể theo em được, theo lịch của em được. Dạ. Thì được vậy thì rất là cảm ơn. Quan điểm về con trai con gái thế nào? Về con thì em thích con trai hay con gái? Em thì nói chung là không quan trọng, nhưng mà nói thật với anh là trước khi đến chương trình này em cũng đang suy nghĩ là nếu như mà tới 30 tuổi em vẫn chưa có tìm được nửa của mình á, em sẽ quyết định là mẹ đơn thân. Tại vì khi đó mình cảm giác là mình có đủ khả năng để mà mình có thể lo lắng cho một người hoặc là chăm sóc cho một người nào đó, thì em sẽ quyết định làm chuyện đó. Còn anh về thì là anh thích con gái hơn, thích con trai. Về thì 2-3 bé chị gái thì cũng vẫn được. Thì miễn sao kinh tế của hai vợ chồng mình đủ để lo cho con là được. Thì 1 hay 2 thì tùy vào kinh tế thôi. Miễn sao mình vui, mình sống mà thôi. Rồi mình nói một xíu về chuyện giữ tiền. Ai sẽ là người tay hòm chìa khóa giữ tiền trong nhà? Theo ý em thì em nên giữ tiền hay là tiền ai nấy xài? Nếu như mà theo cái suy nghĩ của người Việt Nam á, thì vợ phải là người giữ tiền, tại vì người ta phải lo lắng và chu toàn cho nhiều thứ. Nhưng mà em cũng rất là phóng khoáng, thành ra là mình có thể là mỗi người mình sẽ giống như là mình tạo một cái quỹ chung, và mình sẽ, nhưng mà mình sẽ không có giấu giếm, giống như không có quỹ đen vậy đó. Mình có thể tạo một quỹ chung, và sau đó là khi nào cần đến việc chung thì mình có thể mình chia sẻ, san sẻ cho nhau rồi đó. Quan điểm của anh á, thì cũng giống em một chút. Nhưng mà về tiền chung thì mình sẽ giữ chung, còn thí dụ như anh lãnh lương ra thì anh có thể lo chuyện con cái, nhà nước, thì em tiền của em cứ giữ. Thì em cứ lo những cái chuyện còn lại, hay chẳng hạn đám tiệc hay là những cái điện nước gì đó, hoặc là những cái thứ linh tinh khác, rồi mình sẽ góp một ít để
giữ làm của chung thôi. Chứ còn anh cũng không thích là ai phải giữ, anh cũng không muốn là anh giữ hết hay là em phải giữ hết. Đó là quan điểm của anh. Bởi vì khi mà giả sử như anh giữ hết á, em muốn cho ba mẹ em thì em cũng phải qua ý anh là anh không thích như vậy. Tại sao mình phải cho ba mẹ mình phải đi xin chồng mình như vậy? Hay là mình phải nói à anh ơi đưa cho em như vậy để em cho ba em cho mẹ là anh không thích như vậy. Thì trên quan điểm là mình sẽ có một cái quỹ chung, thì còn lại thì hai người sẽ chia nhau cảnh giác. Quan điểm rất rõ ràng, hai bạn rất là chững chạc ha. Anh nghĩ rằng mỗi người cũng đã cảm nhận về nhau rồi. Bây giờ chúng ta có 30 giây để nói tất cả những cảm nhận về nhau từ nãy giờ, chúng ta mong muốn điều gì với người đối diện. Bắt đầu đi. Thì nhìn vào ánh mắt em á, với lại cách chia sẻ của em á, thì anh thấy em có buồn. Nhưng mà anh không biết là em buồn về chuyện gì. Nhưng mà nếu như được á, hẹn hò hay là được làm bạn trai của em á, thì cái nỗi buồn đó anh xin chia sẻ với em. Đó là cái mà anh có thể làm. Em cũng vậy, em sẽ cố gắng. Cái buồn là do cái cấu trúc của khuôn mặt em vậy thôi. Chứ khi mà anh tiếp xúc nhiều với em thì thấy em không phải như vậy đâu. Nhìn vậy chứ không phải vậy. Rồi, hết thời gian. Chúng ta hãy lắng động lại và kiểm tra lại xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Để tay mình nút bấm đi Phúc, bên tay trái. Em ngồi sâu vô nữa đi. Không tới chị ơi. Khoan nha. Rồi. Một lần nữa nhắm mắt lại, kiểm tra xem con tim mình, người ngồi bên cạnh mình có thực sự là một nửa của mình hay không. Nếu một nửa của mình thì chúng ta hãy đừng chần chừ, bấm nút liền tay. Còn nếu mà không phải là một nửa của mình thì không sao cả. Hãy dành cái nút bấm đó cho tất cả khán giả đang xem truyền hình ha. Chị chúc cho hai bạn thực sự là của nhau. Chuẩn bị 3, 2, 1. Hết thời gian. Ủa không, em có bấm á. Chúc mừng. Chúc rồi. Mừng nắm tay đi Phúc. Cho phép mình anh nắm tay em ha. Thoải mái, em rất thoải mái chuyện đó. Chắc là trước khi nói gì thì cho chị bắt tay em một cái. Thứ nhất là chị rất 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 thích cái tinh thần, rất thích cái nguồn năng lượng tích cực mà em mang lại. Mọi người nhìn vào, mọi người luôn đánh giá những người bán hàng ngoài chợ là sẽ ồn à, sẽ như thế nào. Nhưng mà rõ ràng mọi người thấy Phúc không? Hết sức điềm đạm, hết sức là sâu sắc suy nghĩ, hết sức là rất là hiện đại và chị cực kỳ thích em. Và Vi, như Phúc nói một câu chị rất là thấy hay. Anh không biết là em có nỗi buồn gì, nhưng anh sẵn sàng chia sẻ. Ha, cả mọi ba cô gái dưới yên tâm rồi ha. Ừ, yên tâm rồi nha. Anh ghen một tí xíu, anh yêu anh mới ghen, nhưng bù lại thấy ảnh không? Trời ơi, đàng hoàng lịch sự, cái gì ra cái đó. Thôi, bạn hãy yêu. Ngồi hôn đầu tiên để chứng minh cái nút bấm của mình là trái tim của mình. Không. Không, hôn má chứ hôn tay gì. Nếu vậy thì thật sự em chưa có đúng bằng cái tinh thần từ trái tim của mình đến cái nút bấm. Vậy không chán đi, không chán là thể hiện sự tôn trọng đó anh. Không chán là con cháu mình đó. Ok không ạ? Không có gì đâu bạn, một cái nụ hôn lên má nó cũng là thể hiện cái tình cảm trân trọng cái người đối diện thôi, không phải là gì nó dữ dội lắm đâu. Quan trọng là chúng ta bấm có thật lòng với nhau hay không, từ cái nút bấm đó nó đến con tim có thật hay không. Chúc cho hai bạn sẽ sớm hiểu nhau và đừng bao giờ buông tay ra. Chứ tôi muốn các bạn cứ nắm tay thế này, nắm chặt thật chặt nha.